Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế, mưa phùn, gió rét vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Hình thái thời tiết này dự báo còn kéo dài trong 2 ngày tới. Trong khi miền Bắc mưa rét thì miền Trung trời quang mây, có nắng nhẹ. Tại khu vực Thừa Thiên Huế thì hầu hết các huyện, thị xã và thành phố Huế đều duy trì hình thái thời tiết ít mây, ít mưa, nắng nhiều. Nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 82 đến 91%, mật độ mây từ 18 đến 21%. Hướng gió đông đông bắc đến đông bắc có gió vận tốc từ 6 đến 21 km/h, gió giật mạnh với vận tốc từ 35 đến 40 km/h. Tối và đêm, thời tiết Thừa Thiên Huế sẽ duy trì ở trạng thái ít mây, không mưa, đêm trời se lạnh, nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng từ 23 đến 24 độ, không thay đổi so với đêm hôm trước. Còn bây giờ là nhiệt độ chi tiết cho khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực huyện A Lưới, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.